Bạn đã bao giờ được nghe sự cây âm từ đầu hay chưa? Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng chỉ cần đeo một chiếc tai nghe vào là mọi muộn phiền biến mất hay chưa? Và mình thì đang đeo một thiết bị như vậy đây. Và hãy cùng xem đây là thiết bị gì mà nó lại ngầu đến như thế nhá. Rồi, hãy cùng bắt đầu video này bằng một cái giải thích công nghệ đi. Thì ANC là Active Noise Cancelling. Đây là công nghệ mà chiếc tai nghe của chúng ta sử dụng những chiếc mic xung quanh để thu được âm thanh, rồi sau đó bên trong tai sẽ phát ra một âm thanh ngược lại với âm thanh đó. Và khi mà hai âm thanh đó gặp nhau thì nó sẽ phản lại nhau và dẫn tới gọi là sự yên tĩnh ở trong tai đấy. Đấy là cách giải thích nó khá là cơ bản cho gọi là chống ồn chủ động. Và trong thời điểm hiện tại thì chỉ có một vài hãng đang có tai nghe gaming ANC mà thôi. Nhưng đây thì có thể được coi là chiếc tai nghe gaming cao cấp nhất của công nghệ đó. Đây là chiếc SteelSeries Actix Nova Pro Wireless Actix nha anh em nhé. Và với mức giá 10 triệu cho một chiếc tai nghe thì tất nhiên cái điểm ấn tượng của nó không chỉ nằm ở chống ồn chủ động mà còn rất rất nhiều thứ khác. Để có thể đạt được cái cân nặng khoảng tầm có 300g như này, tức là cân nặng trung bình của một chiếc tai nghe có dây nhé, thì SteelSeries đã phải sử dụng nhựa cao cấp cho phần ốp tai, nhưng cái phần viền và một số phần này đây thì vẫn sử dụng bằng kim loại để tạo cảm giác cực kỳ là cứng cáp và mát mẻ khi đụng vào. Nhưng cái chất nhất đây có thể nói đó chính là pin. Nếu anh em bỏ ốp tai ấy, thì ở bên phần trái chúng ta sẽ có một đầu USB-C để sạc, nhưng bên phần phải chúng ta sẽ được một cái cục pin. Cái cục pin này chúng ta có thể dễ dàng cởi ra và lắp một cục pin khác vào. Và trong hộp chúng ta sẽ có hai cục pin anh em nhé, một cục để dùng và một cục để sạc. Cực kỳ là lý tưởng và cho một chiếc tai nghe không dây. Anh em hiểu rằng một chiếc tai nghe không dây mà không có pin thì chỉ có vứt đi, mà nhờ nó đi này thì Actix Nova Pro Wireless có thể sống tồn tại với anh em cả đời. Nhưng mà cục pin này thì sạc ở đâu? Chả nhẽ lại mua mấy cục sạc rởm rởm ngày xưa mà cho mấy cái điện thoại không pin à? Không, rất là tiếc là không anh em nhé. Thì trong hộp chúng ta sẽ còn có một chiếc DAC nữa. Cái hộp này, cái cục này là cái phần đóng góp rất nhiều vào số tiền 10 triệu của chiếc tai nghe này. Bên trên chiếc DAC này có một cái núm volume có thể bấm được này, một nút phụ này, một màn hình rời này. Bên hông thì có chỗ để anh em cắm pin vào này. Còn đằng sau thì có hai đầu USB-C, một đầu line in và một đầu line out. Vậy thì tại sao em lại có hai đầu USB-C nhỉ? Chả nhẽ nó tốn nhiều điện như thế ư? Tất nhiên là không rồi. Ngoài cái tính năng cân bằng của chiếc DAC này và những chiếc tai nghe SteelSeries ra thì em này có khả năng kết nối với nhiều thiết bị cùng một lúc. Tức là một đầu USB-C có thể cắm vào PC stream này, một đầu USB-C cắm vào PC gaming này. Vậy là chỉ cần với 2-3 nút ở trên cái DAC này là anh có thể đổi giữa thiết bị này và thiết bị kia. Hoặc là anh em có PC và còn lại thì là một cái thiết bị khác, một thiết bị chơi game khác, có thể xuất được âm thanh thông qua cổng USB, thì chiếc tai nghe này có thể chiến một cách thoải mái và vô cùng là dễ dàng, đổi jack cực kỳ là nhanh chóng. Nếu mà không muốn kết nối với DAC ấy, thì anh em vẫn có thể kết nối được với các thiết bị khác thông qua Bluetooth. Vậy tức là em có thể kết nối được hai thiết bị không dây cực kỳ là dễ dàng luôn. Và một chiếc màn ở đây thì cực kỳ là dễ để giúp ta có thể chỉnh setting một cách trực quan nhất. Và tất nhiên để sử dụng tối đa chức năng của cả hai chiếc này thì anh em nên tải phần mềm SteelSeries GG về để có thể chỉnh được input này, chỉnh được nào thì thiết bị nào, chỉnh equalizer các kiểu. Nhưng mà trên chiếc tai nghe này ANC hoạt động như nào? Nếu anh em để ý thì trên phần ốp đây sẽ có một vài cái mic. Cái mic này sẽ thu âm và phát lại những âm thanh ngược lại với cả những cái âm thanh bên ngoài ấy. Và theo những gì mình test ấy, thì những cái âm thanh, ví dụ âm thanh trầm, chẳng hạn như là tiếng máy tính này, tiếng của điều hòa này, hay là tiếng ô tô này, thì em này phản lại cực kỳ là tốt. Nhưng mà những âm thanh nói chuyện thì lại không được 10 điểm cho lắm. Đến lúc này mình nhận ra có lẽ cái chống ồn này nó mang tính lifestyle hơn. Tại sao lại là lifestyle nhỉ? Tại sao lại lifestyle đúng không? Anh em phải hiểu rằng là một chiếc tai nghe này nó cực kỳ phù hợp với tất cả mọi thứ. Có lẽ đây không phải là một chiếc tai nghe gaming. Mình cảm thấy rằng cái tai nghe này hợp lý hơn cho mọi cái phù hợp, mọi cái nhu cầu ở mọi nơi. Anh em ra ngoài nhà kết nối với điện thoại, kết nối với cả các thứ linh tinh bằng Bluetooth. Về nhà kết nối với DAC để chơi game với độ delay thấp nhất. Đi trên gọi là đường thì sẽ chống được tiếng ồn của xe cộ, tiếng ồn của máy móc, tiếng ồn của các thứ. Về nhà thì bỏ được tiếng ồn của điều hòa, tiếng ồn của PC, mà các bạn vẫn không hề bị bỏ lỡ bất kỳ tiếng gọi nào của mẹ bạn nữa, bởi vì em này không chống ồn quá mạnh mẽ về khoảng, đó chính là khoảng âm thanh. Và kể cả nếu mà anh em muốn tham gia cộng đồng ấy thì chúng ta có tính năng khác mà, đó chính là tính năng transparency. Vậy là anh em sẽ không cần phải bất kỳ điều gì, anh em bấm cái bật lên thôi là anh có thể nghe được mọi thứ ở bên ngoài của anh em, cực kỳ là tiện lợi và vô cùng là dễ dàng. Và đó là như vậy đây anh em ạ. Mình nghĩ rằng em tai nghe này được sinh ra với mục đích là chơi game và tiện dụng nhất. Nhưng sau khi mà mình sử dụng nó, mình nhận thấy đúng là cái mục đích của em này, cái cốt của em này này, nó là một cái gì đó cao cả hơn rất nhiều. Nó là một cái thiết bị để dành cho mọi người, một thiết bị dành cho mọi thứ, cho mọi nơi, và đó chính là SteelSeries Actix Nova Pro Wireless.